Xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Nhật Bãi Phú Cường. Tiếp tục video ngày hôm nay thì em lên cho các bác một chiếc bình thủy điện, bình sông điện các bác nhé, của hãng Joji Rushi, mã là EE ngang RE. Đấy. Một chiếc máy bình sông ạ. Đấy. Quay ngoại hình thì em sẽ nói qua về ngoại hình của em này trước nhá. Ngoại hình của em này nó là màu trắng, bên trên này mặt này nó là màu xanh cốm nhá các bác nhé. Đấy, em này được sản xuất năm 2009, điện 100V, công suất lên đến 985W ạ. Đấy. Đấy. Thông số kỹ thuật đây các bác nhé. Đấy. Đây. Khi mà các bác mở, các bác một tay các bác ấn này xuống này. À, ấn lên nhé, một tay các bác mở nhá các bác nhé. Đấy. Rồi dòng của em này còn khá là rất là mới luôn này, dòng rất là xanh luôn. Đấy. Đấy. Bên trong lòng nồi đây. Lòng nồi em bao đẹp luôn thôi nhá. Đấy, lòng nồi bao đẹp luôn. Đó. Đấy, rất là đẹp luôn. Tại vì tại sao nó là bình sông? Đấy. Em này là nó sẽ không có cái bơm nhá các bác nhá. Đây khi mà bình sông như là các bác ví dụ như là các bác thực sự là hiện tại bây giờ vẫn đang còn dịch rất là nhiều các bác nhé, nên chúng ta phòng phòng bệnh còn hơn là bị bệnh các bác nhé. Đây bây giờ em hướng dẫn các bác xông, các bác cho gừng sả hoặc là các cái loại lá mà các bác có thể khi mà các bác xông đấy, bình thường các bác xông là các bác cứ hay cho vào nồi xong các xông các chùm chăn. Thực sự cách đấy bây giờ nó quá là lạc hậu rồi mà nó rất là nguy hiểm, tại vì là cái hơi nóng của da mình rất là dễ khiến mình bị bỏng thôi nhé. Đấy, thay vì thế thì các bác cho tất cả các loại lá gừng sả rồi các bác cho vào trong cái bình thủy bình này. Rồi, các bác cho hết vào trong cái bình này. Xong các bác ấn nhấn nút là nó sẽ tự đun sôi nhé. Nó sẽ tỏa khói, nó sẽ tỏa cái hơi ở trong bình từ đây ra, từ trong nồi ra qua đây các bác nhé. Đấy, nó sẽ lan tỏa khắp phòng hoặc là khắp nhà các bác nhé. Đấy, nó sẽ rất là dễ chịu. Nó rất là dễ ngửi luôn, các bác nào bị viêm xoang hoặc là đang bị kiểu dạng như là cúm hoặc là các em nhỏ hay thời tiết nó hay thay đổi đấy, nên các bác cắm một bình xông các bác để góc nhà xong để cho nó lan tỏa khắp nhà, thật sự nó rất là dễ chịu luôn, nó không dạng như kiểu là mình xông chùm chăn đâu. Thực sự cái cách đấy nó quá nguy hiểm luôn cho nhưng với những cái bạn mà là với các bạn trẻ nhỏ ấy, thì thực sự cái cách đấy không thể áp dụng được các bác nhé. Các bác nên nhớ các bác không thể xông cho các bạn trẻ con bằng cái cách là chùm để chậu nước nóng xông xong bắt đầu là chùm chăn cho các bé đâu. Thực sự cái cách đấy rất là nguy hiểm luôn. Thay vì đấy là các bác cho những cái lá hoặc là những cái sả cái gừng các bác cho vào trong cái chiếc bình này xong các bác cắm điện, các bác chỉ cần bật bật nút bật nút nút đun lên thôi. Đây dây của nó, đây dây của nó vẫn còn lạng bụng này, các bác đun lên xong để nó sẽ tự sôi, nó sẽ khói của nó cái mùi của nó sẽ lan tỏa ra khắp nhà khắp phòng luôn các bác. Đấy thực sự nó rất là dễ 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 chịu luôn. Thực sự những cái em ở bên sông như thế này thực sự là về rất là ít luôn, hầu như là thỉnh thoảng nó mới về thêm một hai cái đấy các bác nhé. Thực sự trong những cái mùa dịch như thế này có một em này rất là cần thiết luôn đấy ạ. Đây các bác bật nút này, đây nó sẽ có ba cái chế độ đúng không nhá. Đây là chế độ cao nhất, đây là chế độ trung bình, đây là chế độ thấp nhá. Đây nó có cả hẹn giờ này, hẹn giờ đây là nó sẽ kiểu dạng như là 2 tiếng nó sẽ tắt một lần và 6 tiếng nó sẽ dậy sôi một lần đúng không nhá. Đấy, đây, đây vệ sinh nồi, đấy, menu, đấy. Thực sự nó rất là dễ chịu luôn. Đây là đang vệ sinh nồi đúng không nhá, vệ sinh nồi thì mình sẽ không bấm được cái nút nào khác cả. Nó nóng lên rồi đấy ạ, nóng lên rồi. Đấy, mùi nó rất là. Khi mà các bác nhận sản phẩm của bên em về nha, các bác giúp em là vệ sinh lại một lần nữa nhé các bác nhé. Đấy, các bác cho cũng cho gừng cho sả và các bác đun lên.
Các bác cho vào đây, các bác đun trực tiếp luôn mà bằng cái này luôn đúng nhá, đun trực tiếp này luôn để cho nó thoát những cái hơi gọi là, tại tại vì là cái hàng này dù sao nó cũng là cái hàng dùng rồi đấy các bác ạ, nên là nó sẽ rất khó tránh được những cái mùi cũ, cái mùi ẩm mốc của những cái dòng này đấy. Nên là khi mà các bác nhận hàng về, các bác sẽ vệ sinh qua một lần, một hai lần, lau thì lau một lần hai lần được, nhưng mà cái trong cái lòng này này, trong cái lòng này các bác cứ cho xả, cho gừng và các bác đun lên, xong cho các bác mở ra để cho nó bay bay hết những cái mùi ẩm mốc, cái mùi cũ nó sẽ bay hết đi. Các bác làm thế một hai lần, hai ba lần đi đấy, thì nó sẽ hết nhá nhé đấy. Cái bình xông này thực sự rất là tiện luôn đấy. Nhưng các bác nào viêm xoang hoặc là thực sự là những ở miền Bắc nó hay có kiểu dạng như giao mùa đấy, các bác cứ cắm cho em một ngày một bình xông chẳng hạn, ngày có khi ngày một bình thôi cũng được, các bác cứ cắm vào xong các bác để ở góc nhà ấy. Cái này nhá, cái này trẻ con rất là sẽ không mở được đâu nhá, nó có khóa an toàn này, trẻ con không bao giờ mở được, nên các bác có thể yên tâm này, vì các bạn nhỏ sẽ không không bị bỏng kiểu dạng như ấy. Tại vì cái khi mà cái hơi nó đi lên ấy thì nó sẽ rất là nhẹ thôi, nó không kiểu hợp hợp như lúc mà mình đun sôi đâu, nó đun sôi xong tất nhiên là lúc mà đun sôi xong thì nó sẽ mạnh, hơi nó sẽ lan ra mạnh hơn, nhưng mà nó sẽ giữ ấm cho lúc nào nó cũng hơi nó cũng sẽ bay lên đấy. Cho nên là các bác cứ yên tâm là nhà có trẻ nhỏ nó sẽ không bao giờ mở nó ra mà nó thò vào trong cái nước nóng ấy đâu, thực sự rất là khó mở luôn đấy, rất không mở được lắm nhé. Trừ khi các bác nhấn nút này trên lên tay, các bác dùng lên trên này các bác mở ra thì các bác mới mở được thôi đấy. Một em bình xông như này rất là tiện lợi cho, rất là cần thiết cho nhà luôn đấy. Vâng, thì các bác hôm nay thì các bác mua hàng thì liên hệ giúp em một số điện thoại là 0862 594 684 nhé. Em lên em này với mã là 41 ạ. Mã 41 đúng nhá. Em lên em này với giá là 800k. Đấy. 800.000 cho một em bình xông. Bình xông điện Joji Rushi các nhá. Đấy. Đấy, hơi nó sẽ tỏa lên từ dưới lên này, nó sẽ qua các cái đường lỗ như thế này. Đấy. Hơi nó tỏa lên nên nó có bên trong này, nó có sẽ có một cái màng bảo vệ nữa này đấy, cho nên là các bác sẽ không sợ trẻ nhỏ bị bỏng nữa nhá. Đấy, thực sự em này rất là cần thiết cho mỗi gia đình đấy, các bác mua em này về xông nó dễ chịu, dễ thở, nó sẽ điều hòa cái không khí của mình ngửi cái mùi tía tô rồi, các bác cũng biết là ăn cháo tía tô rồi các bác ăn sáng rất là tốt. Đấy, nhưng mà mình cắm điện vào lúc nào nó cũng sẽ tỏa cho mình những cái mùi của cái thảo dược hay những cái lá đó, thực sự rất là dễ dễ chịu luôn đấy, làm cho các bác thư thái luôn đấy. Mã số 1 à, mã số 41 800.000 các bác nhé. Các bác có nhu cầu mua hàng liên hệ giúp em qua số điện thoại là 0862 594 684 ạ. Với sản phẩm với giá này thì các bác cứ vui lòng giúp em là để lại số điện thoại địa chỉ, bên em sẽ ship hàng, không cần cọc mà cũng không cần chuyển khoản đâu nhé. Đấy. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo nhé các bác nhé.